Chào mừng cả nhà đã đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Ukraine bắt tỷ phú từng hậu thuẫn ông Zelensky. Tòa án tại Kiev ra lệnh bắt tỷ phú Igor Kolomoisky, nhà tài phiệt từng hậu thuẫn chiến dịch tranh cử của ông Zelensky, với cáo buộc lừa đảo và rửa tiền. Tòa án tại thủ đô Kiev của Ukraine hôm 2 tháng 9 ra lệnh giam tỷ phú Igor Kolomoisky trong 2 tháng để chờ xét xử. Đây là động thái cứng rắn nhằm vào một trong những nhà tài phiệt hàng đầu Ukraine, diễn ra trong bối cảnh nước này cố gắng thể hiện nỗ lực đối phó tình trạng tham nhũng. Kolomoisky từng hậu thuẫn ông Volodymyr Zelensky trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2019. Luật sư bào chữa cho biết Kolomoisky sẽ kháng cáo và đặt dấu hỏi về tính hợp pháp của phán quyết này, nhưng nhấn mạnh nhà tài phiệt Ukraine sẽ không nộp khoản bảo lãnh gần 14 triệu USD để được tại ngoại. Hình ảnh được truyền thông công bố cho thấy các đặc vụ cơ quan an ninh Ukraine SBU đến nhà tỷ phú Kolomoisky đưa giấy tờ cho ông đọc và ký tên. Nhà tài phiệt Ukraine sau đó được dẫn dải đến tòa án để nghe quyết định bắt giam. Trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020, Igor Kolomoisky đã hợp thức hóa hơn 50 triệu hryvnia, tương đương 14 triệu USD, bằng cách rút tiền ra nước ngoài và sử dụng mạng lưới ngân hàng dưới quyền kiểm soát của mình, FBU cho hay. Tổng thống Zelensky tối 2 tháng 9 dường như đề cập đến sự việc khi cảm ơn các lực lượng hành pháp đã thể hiện quyết tâm trong xử lý những vụ án tồn động từ lâu. Những kẻ cướp bóc Ukraine và đặt mình lên trên luật pháp sẽ không thể sinh sống bình thường suốt hàng chục năm như trước. Luật pháp phải được thực thi, ông nói. Kolomoisky từng giữ chức tỉnh trưởng Dnipro nằm sát vùng Donbass trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2015. Ông đã mạnh tay chi tiền cho hàng loạt nhóm quân tình nguyện chống lại các phong trào ủng hộ Nga trong tỉnh, sau đó giao tranh với phe ly khai ở Donetsk và Lugansk. Truyền thông Ukraine năm 2010 ước tính ông sở hữu khối tài sản hơn 6 tỷ USD và là người giàu thứ hai quốc gia này. Tạp chí Forbes của Ukraine năm 2019 đánh giá Kolomoisky xếp thứ 3 trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất đất nước. Forbes năm 2023 ước tính tài sản của ông trên 1 tỷ USD. Trước khi trở thành tổng thống Ukraine, ông Zelensky trở nên nổi tiếng vai trò diễn viên hài và từng đóng vai tổng thống trong chương trình phát sóng trên truyền hình của Kolomoisky. Từng xuất hiện nhiều đồn đoán rằng Kolomoisky có ảnh hưởng với chính phủ của ông Zelensky, nhưng tổng thống Ukraine bác bỏ điều này. Ukraine gần đây đẩy mạnh chống tham nhũng sau khi nộp đơn xin gia nhập Liên minh châu EU với hy vọng sẽ được hàng chục tỷ USD để giúp tái thiết đất nước. Kế tiếp, Triều Tiên diễn tập tấn công hạt nhân răn đe Mỹ, Hàn. Triều Tiên phóng hai tên lửa mang đầu đạn hạt nhân, mô phỏng trong cuộc diễn tập nhằm mục đích cảnh cáo Mỹ và Hàn Quốc. Đơn vị vận hành tên lửa hành trình chiến lược thuộc quân khu miền Tây sáng 2 tháng 9 tiến hành đợt diễn tập bắn đạn thật mô phỏng đợt tấn công hạt nhân. Hai tên lửa hành trình chiến lược tầm xa được gắn đầu đạn mô phỏng đầu đạn hạt nhân đã được khai quả trong hoạt động này. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA cho biết hôm nay, hai quả đạn phóng về hướng vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên và bay theo quỹ đạo hình số 8, hoàn tất hành trình dài 1.500 km trong lần lượt 7.672 và 7.681 giây. Các tên lửa sau đó nổ ở độ cao 150 m bên trên một hòn đảo hoang, mô phỏng đòn đánh hạt nhân chính xác mục tiêu đối phương. Mỹ và Hàn Quốc đã cho thấy sự liều lĩnh chưa từng có trong tiền lệ trong lịch sử, cũng như hiểm họa từ tình hình đối đầu. Đợt diễn tập tấn công hạt nhân chiến thuật này lời cảnh báo với họ về nguy cơ bùng phát khủng hoảng hạt nhân thực sự. Lực lượng hạt nhân Triều Tiên sẽ tiếp tục củng cố khả năng ứng phó nhằm ngăn ngừa chiến tranh, bảo đảm hòa bình và ổn định, KCNA cho hay. Đợt diễn tập được Triều Tiên tổ chức 2 ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc kết thúc cuộc tập trận thường niên lá chắn tự do Ulchi, kéo dài 11 ngày, dựa trên kịch bản một cuộc chiến tổng lực. Cuộc tập trận huy động 56.000 binh sĩ của hai nước gồm nhiều nội dung, trong đó có diễn tập chỉ huy mô phỏng trên máy tính, huấn luyện thực địa và diễn tập phòng thủ dân sự. Triều Tiên chỉ trích lá chắn tự do Ulchi mang bản chất gây hấn, cảnh báo nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh nhiệt hạch lớn chưa từng có tại khu vực.
Triều Tiên ngày 31 tháng 8 đã phóng hai tên lửa đạn đạo trong đợt diễn tập mô phỏng tấn công hạt nhân chính thật nhằm vào căn cứ quân sự Hàn Quốc. Triều Tiên thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược lần đầu vào ngày tháng 9 năm 2021. Đây là tên lửa hành trình đầu tiên của Bình Nhưỡng, được mô tả là vũ khí chiến lược, thuật ngữ thường sử dụng cho các hệ thống mang đầu đạn hạt nhân. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng tên lửa hành trình bay chậm và có uy lực kém hơn tên lửa đạn đạo, khiến chúng dễ bị đánh chặn hơn. Nhưng khả năng bay thấp khiến loại vũ khí này dễ ẩn mình trước radar phòng không và có độ chính xác cao hơn. Bản tin tiếp theo, Nhật bác cáo buộc của Trung Quốc về nước thải Fukushima. Nhật bác bỏ chỉ trích của Trung Quốc rằng nước thải từ nhà máy Fukushima gây thiệt hại khó lường, nhấn mạnh kết luận của IAEA về mức độ an toàn. Bộ Ngoại giao Nhật Bản hôm 1 tháng 9 nói rằng tuyên bố về mức độ an toàn của nước thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima được đăng trên website của Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo chứa nội dung không dựa trên sự thật hay cơ sở khoa học, đi ngược lại quan điểm của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA. Phủ nhận uy tín và thẩm quyền của IAEA là phủ nhận ngay chính tiêu chuẩn an toàn của Trung Quốc, vốn dựa trên tiêu chí của IAEA. Bộ này cho hay, theo bài đăng trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc ngày 28 tháng 8, vì công ty điện lực Tokyo TEPCO xả nước phóng thải đã qua xử lý từ nhà máy Fukushima ra Thái Bình Dương, có thể gây thiệt hại không lường trước cho môi trường biển và cơ thể con người. Bài đăng cũng cho rằng không thể đánh giá mức độ an toàn của nước chỉ dựa trên dữ liệu do Nhật Bản cung cấp và quá trình giám sát là thiếu minh bạch nếu không có sự tham gia của nước thứ ba. Theo Bộ Ngoại giao Nhật, tác động của việc xả nước thải Fukushima đối với con người và môi trường là không đáng kể và IAEA đã nêu rõ điều đó trong báo cáo toàn diện công bố vào tháng 7. Ngoài ra, việc giám sát nước thải của chính phủ Nhật Bản và TEPCO tuân thủ tiêu chuẩn của IAEA và có sự tham gia của một số tổ chức nghiên cứu, phân tích từ nước thứ ba được IAEA lựa chọn. TEPCO bắt đầu xả nước đã qua xử lý, vẫn còn chứa tritium ra biển ngày 24 tháng 8. TEPCO cho biết họ đã pha loãng nước để giảm nồng độ hóa chất phóng xạ xuống dưới mức an toàn trước khi thải ra biển. Tokyo và IAEA khẳng định kế hoạch xả thải an toàn và nồng độ tritium trong nước thải không gây hại cho con người, song động thái này vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Trung Quốc. Bắc Kinh đã dừng nhập khẩu toàn bộ hải sản có nguồn gốc từ Nhật Bản với lý do ngăn chặn rủi ro an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Trung Quốc và đảm bảo an toàn cho thực phẩm nhập khẩu. Bản tin thứ tư, cuộc chiến bắn tỉa ở Ukraine. Vai trò của các xạ thủ bắn tỉa ngày càng trở nên quan trọng, trong khi bộ binh Ukraine đạt được rất ít đột phá trong chiến dịch phản công. Vào một ngày gần đây ở Bakhmut, cách tiền tuyến khoảng 24 km, ba tay súng bắn tỉa Ukraine xuất hiện từ trong những bụi rậm mà họ đã ẩn nấp trong thời gian dài. Đội của họ được giao nhiệm vụ hạ các mục tiêu quan trọng của Nga như sĩ quan chỉ huy hay lính pháo binh. Chiến trường Ukraine là nơi các tay súng bắn tỉa có thể phát huy tối đa sức mạnh, với địa hình khá bằng phẳng giúp họ có thể ngắm bắn mục tiêu ở xa. Nhóm xạ thủ gần Bakhmut là những tay súng bắn tỉa hàng đầu của Ukraine, như họ đang mài dũa một kỹ năng thậm chí còn quan trọng hơn, ẩn nấp. Chúng tôi đã làm việc lặng lẽ, chúng tôi vô hình, xạ thủ có mặt Jan Fischer cho biết. Trong khi Kiev đang nỗ lực tìm cách xuyên phá phòng tuyến Nga trong chiến dịch phản công, vai trò của lính bắn tỉa ngày càng trở nên quan trọng. Chỉ riêng lực lượng xạ thủ không thể giúp tạo nên chiến thắng cuối cùng, nhưng một phát bắn tốt có thể thay đổi tình thế từ thời điểm cụ thể. Ruslan Spakovic, cựu lính bắn tỉa thuộc lực lượng đặc nhiệm, người đang huấn luyện xạ thủ Ukraine cho hay. Khả năng ẩn thân rất quan trọng, bởi lính bắn tỉa làm việc nhiều hơn là chỉ ngắm bắn mục tiêu từ xa. Họ tiến hành trinh sát, chuẩn bị trận địa và xác định mục tiêu. Bản thân họ cũng là những mục tiêu có giá trị cao, bởi lính bắn tỉa có thể gây thiệt hại lớn cho đối phương bằng những phát bắn chính xác vào đội ngũ chỉ huy. Nếu bạn đang chuẩn bị tấn công và sĩ quan chỉ huy của bạn bị hạ, đơn vị sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn, thiếu tướng quân đội Mỹ đang nghỉ hưu Robert Harris nói. Giao tranh đô thị như Bakhmut là môi trường tác chiến hoàn hảo cho các tay súng bắn tỉa. Xạ thủ cũng trở nên quan trọng hơn nhiều khi chiến trường rơi vào thế giằng co và ít thay đổi như vài tháng qua ở Ukraine. Mark Cassian, cố vấn chương trình an ninh quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, trụ sở tại Washington, Mỹ nhận xét.
tiền tuyến ổn định cho phép các tay súng bắn tỉa tìm kiếm nơi ẩn náu và vị trí bắn tốt hơn. Địa hình tại Urina với các cánh đồng và những ngọn đồi thoang thoảng mang đến tầm nhìn thoáng là thiên đường của lính bắn tỉa, Khaled nói. Các tay súng bắn tỉa thường làm việc theo nhóm hai người, trong đó một người giữ vai trò xác định mục tiêu, tính toán khoảng cách, tốc độ gió và các tham số khác có thể ảnh hưởng đến phát bắn. Khi một người ngủ, người kia quan sát. Các thành viên nhóm lính bắn tỉa Urina cho biết mọi chuyến thực hiện nhiệm vụ có thể kéo dài tới 9 ngày. Các đơn vị bộ binh hỗ trợ họ từ xa, cũng có khoản lực yểm trợ nếu cần. Lính bắn tỉa truyền những thông tin tình báo quan trọng ở tiền tuyến họ thu thập được cho chỉ huy. Hai xạ thủ Urina được huấn luyện gần Bắc Mun cho biết họ từng hạ đối phương, nhưng từ chối tiết lộ số lượng. Kupko cũng không tiết lộ đã bắn bao nhiêu mục tiêu, nhưng nói rằng cô muốn làm nhiều hơn nữa. Tôi không nhìn thấy khuôn mặt, cảm xúc hay bất kỳ điều gì khác về cuộc sống của họ. Tôi chỉ thấy đó là những mục tiêu đang chuyển động và bóp cò. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay, cũng là bản tin hay, thú vị và hấp dẫn nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, không làm mất thời giờ cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Dấu ấn Trần Quốc N để lại ở Nga. Dù gây nhiều tranh cãi, Trần Quốc N Rigozhin vẫn được không ít người Nga yêu thích vì phong cách thẳng thắn và những phát ngôn cứng rắn, không kiêng nể. Sau khi Trần Quốc N Rigozhin chết trong vụ rơi máy bay, một trong những tiếng nói chỉ trích mạnh mẽ nhất cách thức tác chiến của quân đội Nga ở Urina đã không còn có thể lên tiếng, đồng thời tương lai đế chế quân sự tư nhân mà ông dựng lên cũng rơi vào tình trạng bấp bênh. Tuy nhiên, dấu ấn mà Yurin để lại ở Nga được cho là khó phai mờ hơn nhiều. Hôm 23 tháng 8, sau vụ rơi máy bay ở phía tây bắc thủ đô Moscow, khiến Yurin cùng một số thân tín trong tập đoàn Quốc Nờ thiệt mạng. Nhiều người Nga đã bày tỏ đau buồn thông qua những lời viết tưởng niệm. Những người ủng hộ Quốc Nờ nhiệt thành nhất thậm chí nói rằng họ không tin Yurin thực sự đã chết. Vladimir Viktorovich Yurin là người thẳng thắn, yêu đất nước và người dân Nga. Nadezhda Semyonova, một người ủng hộ Quốc N nói, ông ấy cho chúng ta về hy vọng thắng lợi. Tập đoàn Quốc N và Yurin trở nên nổi tiếng sau khi trở thành mũi tiến công chủ lực vào thành phố Bắc Mun ở miền đông Urina. Trong bối cảnh quân đội Nga thời điểm đó rơi vào tình trạng bế tắc và hứng chịu hàng loạt thất bại. Nỗ lực tấn công của Quốc N được cho là đã giúp quân đội Nga có thêm thời gian củng cố phòng tuyến ở miền đông và miền nam Urina. Một người khác đến từ thành phố Brest ở Siberia cũng đồng tình với quan điểm này. Đối với nhiều gia đình Nga, ông ấy được gọi bằng biệt danh chú Zenia như thể một người họ hàng xa vui vẻ nào đó. Uriya Kalukov bình luận trên nhóm trực tuyến dành riêng cho Quốc N. Rigozhin điều hành Quốc N bằng bàn tay sắt, sẵn sàng lên lệnh trừ khử những người bỏ chạy. Nhưng ảnh một người luôn tập trung vào mục tiêu giành chiến thắng cho Moscow ở Urina đã nhận được ủng hộ từ không ít người Nga, đặc biệt là khi quân đội chính quy chùng bước trên chiến trường. Khi Rigozhin còn sống, ông ấy có thể khiến một số người sợ hãi với quá khứ tù tội cũng như những cơn thịnh nộ dữ dội. Nhưng giờ đây, sự nổi tiếng của ông ấy sẽ ngày càng tăng nếu tình hình trên chiến trường trở nên tồi tệ hơn. Chuyên gia chính trị Abbas Galiamov, người từng viết diễn văn cho Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận xét, họ sẽ nói mọi chuyện không như vậy thời Rigozhin còn sống, Rigozhin sẽ không cho phép điều này xảy ra. Khi Quốc N đảm nhận vai trò nổi bật hơn trong cuộc xung đột Urina, Rigozhin đã nhận được ủng hộ từ một số binh sĩ và người dân Nga bình thường với những lời chỉ trích gay gắt nhằm vào Bộ Quốc phòng cùng các video với lời lẽ cứng rắn về việc giới lãnh đạo quân sự Nga đã không hành động đủ quyết liệt trên chiến trường. Nhưng theo Andrei Kolenikov, chuyên gia về Nga tại Quỹ Hòa bình Quốc tế Kanetser, trụ sở ở Washington, Mỹ, khó có khả năng những dấu ấn Rigozhin để lại sau khi chết sẽ tác động đáng kể đến chính trị Nga. Những người ủng hộ Rigozhin sẽ không có ảnh hưởng đến các tiến trình chính trị ở Nga, bởi họ không có sức nặng chính trị, ông lưu ý. Cảm ơn cả nhà đã xem hết video của mình ngày hôm nay nhé, và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua và sẽ mong trong thời gian tới cũng như trong tương lai sắp tới được nhiều nữa sự ủng hộ từ quý khán giả trong và ngoài nước luôn nha. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà và hẹn gặp lại cả nhà với những bản tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.